bất động sản, vỡ nợ, phá sản. Và nhiều anh em đang hấp hối trong năm 2023 và sang năm 2024 càng thêm nhiều anh em bị vỡ nợ, phá sản. Bởi vì anh em vay ngân hàng và đi lướt sóng bất động sản. Anh em thân mến, thì bởi vì là hầu hết anh em là đều muốn giàu nhanh và lãi ngay, cho nên là mua đất bất động sản vào mới muốn bán ngay và ăn lướt sóng để mà lãi ngay. Và câu chuyện là lướt sóng trong khi đất nó có sóng thì nó lãi, thế nhưng mà khi mà sóng đã lên đến đỉnh thì nó phải xuống và nó đi ngang. Nhưng anh em lại không lường trước được cái điều này. Anh em thân mến, thì thực sự là trước đang nói cái điều nó đã xảy ra rồi, mà đúng là nói cái điều đã xảy ra rồi thì ai cũng nói được, đúng không phải anh em? Nhưng mà nhiều người cũng không nói ở đâu, nhưng mà mình không quan tâm đến cái điều đó. Mình quan tâm đến cái điều mà ngày hôm nay mình chia sẻ ra là chúng ta không học là không chỉ học cái đúng của người đi trước, mà chúng ta phải thấy cái sai của người đi trước để mà tránh. Vậy thì cái sai của người đi trước đó là vay ngân hàng để lướt sóng bất động sản. Và khi mà thị trường nó đảo chiều không lướt sóng được nữa thì ngộp nợ và sinh ra vỡ nợ, phá sản. Thế thì anh em thân mến, thì nói thật ra là cái bài học của chúng ta là gì? Bài học của chúng ta là không đi vay ngân hàng để lướt sóng, đúng không ạ? Không đi vay lãi ngoài để mà lướt sóng bất động sản, đúng không ạ? Thì cái đấy nó là đúng rồi. Thế nhưng mà một cái điều này nữa là nhiều anh em vẫn còn chưa, có thể là chưa hiểu ra đâu. Mà có hiểu ra thì cũng không chịu hiểu, nói thật sự như thế. Mà khi nào bị dính trưởng rồi thì lúc đấy mới hiểu mới hiểu, vỡ lẽ ra thì lúc đó đã mất tiền rồi. Hoặc là có thể là nhiều cái hệ lụy mà đi kèm khi mà mình lao vào bất động sản như con thiêu thân, và mình không hiểu được cái quy luật của nó, cũng như là quản lý tài chính cá nhân, rồi là quy luật của thị trường bất động sản hay là chu kỳ của bất động sản cũng vậy. Anh em cứ lướt vài mảnh lãi được là chơi thôi. Và đâu đó thì nhiều anh em cũng lại lao theo rồi cũng lướt vài mảnh cũng thấy ngon và cũng lao vào, lại tiếp tục như thế, cứ như thế. Và một ông làm được thì ba bốn ông lao theo cũng làm ăn được, nhưng mà cuối cùng là ông tiếp theo lao vào thì đu đỉnh, nhưng tất cả cùng dắt nhau đu đỉnh bất động sản cả anh em ạ. Và cái điều mà Trúc muốn nói ở trong video này là các bạn phải tránh, thấy cái sai của người đi trước để mà tránh, đó là không đi vay ngân hàng để lướt sóng bất động sản nữa, và không đi vay lãi ngoài để lướt sóng bất động sản nữa, và ngộp nợ là phá sản trong bất động sản. Nó là đó đấy, để mà bài học cho chúng ta, để chúng ta tránh. Và gì nữa nhở, thì hôm nay Trúc sẽ tiện cái video này Trúc cho nói thêm một điều là anh em ạ. Cái điều ai cũng biết là như thế này: giữ bất động sản lâu thì vẻ đẹp của nó mới được phô diễn và nó mới lãi dày. Chúng ta mua, nếu mà chúng ta mua bất động sản, chúng ta xác định là để 3 năm hay 5 năm hay là 7 năm chúng ta mới bán ấy, thì chúng ta sẽ có kế hoạch trả nợ ngân hàng, nếu mà có vay nợ để trả nợ ngân hàng, hay là chúng ta dùng tiền mặt của chúng ta, hoặc là chúng ta kinh doanh, chúng ta buôn bán, chúng ta lấy tiền để trả nợ ngân hàng nếu chúng ta có vay ngân hàng chăng nữa. Nhưng chúng ta có kế hoạch để 3 năm tôi mới bán, 5 năm tôi bán thì mình có cái tổng tiền đó. Thế nhưng mà anh em lại mua vào nghĩ rằng là 1-2 tháng mình lướt được, 1 tháng mình lướt được, hay là 2 tháng, 3 tháng mình lướt được, chứ không nghĩ là nó đảo chiều một cách kinh khủng như vậy. Thế cho nên là khi chúng ta, anh em này, khi mình mua đất ấy, mà mình thấy mình bán lướt ngay, mình lãi. Thế nhưng mà anh em có dừng lại đâu nhỉ? Anh em bán mảnh này đi, anh em lại lãi rồi, anh em lại mua mảnh khác vào. Anh em bán mảnh khác đi, anh em lại mua mảnh khác nữa vào. Cuối cùng là mình cứ lướt, đúng không? Mình cứ lướt 10 mảnh, mình lãi được 1 tỷ. Thế nhưng một người ta mua cùng với bạn cái mảnh đầu tiên ấy, người ta để đến bây giờ, người ta bán, người ta không lãi 1 tỷ, người ta không phải làm nhiều đâu. Bạn cứ phải chạy tóa hỏa đi. Với câu chuyện là bạn bán đi xong lại bạn phải lại phải mua mảnh khác, đúng không? Bạn bán đi xong lại bạn phải mua mảnh khác. Đôi khi là cái mảnh cuối cùng, những cái mảnh cuối cùng bạn mua là ôm đu đỉnh. Và lãi 10 mảnh kia ôm vào một mảnh lại đớn đau hơn đấy. Thậm chí là bạn cảm thấy là bạn lướt 10 mảnh rồi, bạn lướt 10 mảnh bạn lãi được 1 tỷ, bạn lại vay ngân hàng 3 tỷ để bạn mua mấy mảnh khác nữa. Thế bạn ôm mấy mảnh cuối cùng là bạn không những không được lãi mà bạn còn âm tiền của gia đình nhà mình. Bây giờ không làm, bạn đang bán được 10 mảnh, bạn chuyển sang làm bất động sản, chỉ sống bằng nghề bất động sản thôi, mà bây giờ vay ngân hàng mấy tỷ, 5-7 tỷ, 10 tỷ,
Thế thì chỉ mà bất động sản đương nhiên bạn lấy đâu tiền để trả lãi ngân hàng. Thế thì trở lại với cái tiêu đề của cái đoạn thứ hai mà trước nói, thì là khi mà đi vay ngân hàng là không chơi bán lướt. Vay ngân hàng là có kế hoạch là tôi mua 3 năm, 5 năm hay 7 năm tôi bán, hay là 2 năm tôi bán, chứ là xác định bán lướt. Nếu mà thị trường nó đảo chiều là anh em đứt đấy. Thứ hai nữa là mình mua bất động sản là mình nên có kế hoạch là để dài hạn. Để dài hạn là nếu mà kiếm được